Chào mừng các em học sinh đến với tiết học trực tuyến môn giáo dục thể chất 2 năm học 2021-2022. Ở bài học này, thầy sẽ hướng dẫn các em làm quen với bài tập thể dục ở nhà. Và bài tập của hôm nay của chúng ta đó là bài thể dục phát triển chung trong bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài thể dục phát triển chung lớp 2 bao gồm 8 động tác. Động tác thứ nhất, vươn thở, thứ hai, tay, thứ ba chân, thứ tư lườn, thứ năm bụng, thứ sáu phối hợp, thứ bảy nhảy và động tác thứ tám động tác điều hòa. Về mục tiêu bài học, về phần năng lực thì thầy yêu cầu các em phát triển một số năng lực như sau. Thứ nhất là các em tự xem trước cách thực hiện động tác trong sách giáo khoa. Thứ hai, các em biết quan sát tranh và quan sát động tác mẫu của thầy. Thứ ba, các em biết thực hiện vệ sinh nơi tập luyện, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Thứ tư là thầy yêu cầu các em thực hiện được các động tác của bài thể dục phát triển chung. Về phẩm chất thì thầy yêu cầu các em hình thành một số các phẩm chất như sau. Thứ nhất là chăm chỉ, tích cực trong tập luyện. Thứ hai là có trách nhiệm, tính kỷ luật, nghiêm túc trong khi tập luyện và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao. Về địa điểm tập luyện thì em có thể tập luyện ở trong nhà, trong phòng hoặc sân của nhà em. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần khởi động nhé. Các em sẽ khởi động trên nền nhạc với các động tác như sau: xoay cổ tay cổ chân, xoay cổ, xoay vai, xoay khuỷu tay, xoay cánh tay, xoay hông và xoay gối. Thầy mời các em cùng thực hiện các động tác khởi động trên nền nhạc với thầy. Vừa rồi chúng ta vừa khởi động, bây giờ chúng ta đi vào phần bài học nhé. Các em sẽ bắt đầu với động tác thứ nhất, động tác vươn thở. Mời các em xem tranh. Em quan sát động tác mẫu của thầy làm chậm và em cùng phân tích động tác với thầy nhé. Động tác vươn thở, tư thế chuẩn bị. Nhịp 1, chân trái bước sang ngang rộng vòng vai. Hai tay đưa ra trước, bàn tay sấp, hít sâu vào bằng mũi. Nhịp 2, đưa hai tay xuống để dọc thân, thở ra từ từ bằng miệng. Nhịp 3, hai tay đưa lên cao, chất hình chữ V, đầu ngửa, hít sâu vào bằng mũi. Và nhịp 4, các em theo trở về tư thế chuẩn bị. 5, 6, 7, 8, ta sẽ đổi sang chân phải. 5, chân phải bước sang ngang, hai tay đưa ra trước, bàn tay sấp, hít sâu. 6, đưa hai tay về, dọc thân thở ra bằng miệng. 7, hai tay đưa lên cao, đầu ngẩng, hít sâu vào bằng mũi. Nhịp 8, các em sẽ về tư thế chuẩn bị. Một số lưu ý khi đi thực hiện động tác này,
đó là nhịp 1, nhịp 3, nhịp 5, nhịp 7, hít vào bằng mũi, nhịp 2, 4, 6, 8, thở ra bằng miệng, 5, 6, 7, 8 thì thực hiện giống như 1, 2, 3, 4, nhưng đổi sang chân phải. Các em sẽ tập động tác này 2 đến 4 lần 8 nhịp để các em thuộc động tác. Mời các em xem động tác hoàn chỉnh 2 lần 8 nhịp. Động tác vươn thở, tư thế chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, Mở cửa ra cho nắng 4, sớm vào phòng, nắng cùng em 5, hát và cùng chơi múa 6, vòng. Con cổ 7, chim khuyên phèn là 8. vui quá. Chúng ta vừa học xong động tác vươn thở, mời các em học động tác tiếp theo. Động tác thứ hai, tay. Thì mời các em xem tranh. Tiếp theo, các em cùng quan sát video thầy làm mẫu chậm và cùng phân tích động tác với thầy. Động tác thứ hai, tay, tư thế chuẩn bị. Nhịp 1, chân trái bước sang ngang rộng bằng vai, hai tay ra ngang, bàn tay sắt. Nhịp 2, đưa hai tay lên cao vỗ vào nhau, đầu ngửa mắt nhìn theo tay. Nhịp 3, hạ hai tay xuống gian ngang, bàn tay sắt, mắt nhìn thẳng giống như nhịp 1. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. 5, 6, 7, 8, các em thay đổi sang chân phải. 5, chân phải bước sang ngang, hai tay ra ngang, bàn tay sắt. 6, đưa hai tay lên cao, vỗ vào nhau. 7, tay ra ngang. Và 8, em sẽ về tư thế chuẩn bị. Một số lưu ý khi thực hiện động tác này, đó là biên độ cánh tay, khi tay ra ngang. Thì biên độ cánh tay khi ra ngang đó là em sẽ ra ngang vai bằng với vai, không cao hơn hoặc là không thấp hơn, nó sẽ đẹp hơn. Và hướng lòng bàn tay sẽ úp xuống. Các em sẽ tập động tác này 2 đến 4 lần 8 nhịp để các em thuộc động tác. Mời các em xem video động tác tay 2 lần 8 nhịp hoàn chỉnh. Tư thế chuẩn bị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vừa rồi các em vừa học xong động tác tay, mời các em học động tác tiếp theo. Động tác thứ ba, chân. Thầy mời các em xem tranh. Tiếp theo, các em quan sát động tác thầy làm mẫu chậm và cùng phân tích động tác của thầy. Động tác chân, tư thế chuẩn bị. Nhịp 1, quỵ gối, lưng thẳng, hai tay chống hông. Nhịp 2, chân phải đứng thẳng, chân trái đưa ra ngang, hai tay ra ngang, bàn tay sắt. Nhịp 3, về như nhịp 1. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. 5, 6, 7, 8, hình như 1, 2, 4, nhưng đổi chân. 5, hai tay chống hông, quỵ gối. 6, chân trái thẳng, chân phải đưa sang ngang, hai tay ra ngang, bàn tay sắp. Nhịp 7 về như nhịp 1. Và nhịp 8, các em sẽ về tư thế chuẩn bị. Một số lưu ý khi thực hiện động tác chân, đó là khi khuỷu gối, lưng và đầu thẳng, không cúi về trước. 5, 6, 7, 8 giống như 1, 2, 4, nhưng các em sẽ đổi sang chân phải. Thì các em cần tập 2 đến 4 lần 8 nhịp để thuộc động tác này. Mời các em xem động tác hoàn chỉnh 2 lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Vừa rồi các em vừa học xong động tác chân, rồi các em học động tác tiếp theo, động tác thứ tư, động tác lườn. Thầy mời các em xem tranh. Mời các em quan sát video động tác thầy làm mẫu chậm và cùng phân tích động tác với thầy. Động tác lườn, tư thế chuẩn bị. Nhịp 1, chân trái bước sang ngang rộng bằng vai, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa. Nhịp 2, nghiêng lườn tay sang trái. Tay trái chống hông, tay phải đưa lên cao áp nhẹ vào tai. Lúc này trọng tâm dồn vào chân phải, kiễng gót chân trái. Nhịp 3, các em sẽ về như nhịp 1. Nhịp 4, các em sẽ về tư thế chuẩn bị. 5, 6, 7, 8 như 1, 2, 3, 4, nhưng đổi bên. 5, chân trái phải bước sang ngang, hai tay ra ngang. 6, nghiêng lườn sang phải. 7, về như nhịp 1. Và 8, các em sẽ về tư thế chuẩn bị. Lưu ý khi thực hiện động tác này, đó là trọng tâm dồn về chân khi nghiêng lườn. Có nghĩa là khi chúng ta nghiêng lườn sang bên trái, thì trọng tâm các em sẽ dồn về chân phải. Và khi các em nghiêng lườn sang phải, thì trọng tâm sẽ dồn sang chân trái. Và tay nghiêng lườn, khi nghiêng lườn thì tay các em sẽ thẳng, không co. Khi co tay, động tác sẽ xấu hơn. Khi tập động tác này, thầy cần các em tập 2 đến 4 lần 8 nhịp để thuộc động tác. Thầy mời các em xem video 2 lần 8 nhịp động tác lườn hoàn chỉnh. Động tác lườn, tư thế chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta vừa học xong động tác lườn. Mời các em học động tác tiếp theo. Động tác thứ 5, bụng. Thầy mời các em xem tranh. Mời các em xem video thầy làm mẫu chậm và cùng phân tích động tác với thầy. Động tác bụng, tư thế chuẩn bị. Nhịp 1, chân trái bước sang ngang rộng hơn vai, hai tay dang ngang, bàn tay sắp. 2, cúi người gập thân, hai chân thẳng, hai tay đưa xuống dưới vỗ vào nhau, càng thấp càng tốt. Nhịp 3, đứng thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay sắp, mắt thì thẳng giống như nhịp 1. Và nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. 5, 6, 7, 8 như 1, 2, 3, 4 nhưng đổi chân. 5, chân phải bước ra ngang rộng hơn vai. 2 tay ra ngang. 6, gập thân, 2 tay vỗ vào nhau. 7, về như nhịp 1. Nhịp 8, về tư thế chuẩn bị. Lưu ý khi thực hiện động tác bụng là khi gập thân thì hai đầu gối ra thẳng, không có co, để đảm bảo được cái động tác nó thực hiện tốt. Thầy mời các em tập 2 đến 4 lần 8 nhịp để thuộc động tác. Bây giờ các em sẽ xem video 2 lần 8 nhịp động tác hoàn chỉnh động tác bụng. Tư thế chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vừa rồi chúng ta vừa thực hiện xong động tác bụng. Để mời các em học động tác tiếp theo của bài thể dục phát triển chung, động tác thứ 6, động tác phối hợp. Để mời các em quan sát tranh. Thầy mời các em sẽ quan sát video thầy làm mẫu chậm và cùng phân tích động tác với thầy. Động tác phối hợp, tư thế chuẩn bị. Nhịp 1, chân trái bước lên trước, chân phải kiễng gót, hai tay đưa lên cao, xếp hình chữ V, đầu ngửa. Nhịp 2, đưa chân trái về ngang với chân phải. Khoảng cách lúc này là chân đưa về sẽ rộng hơn vai, cúi người, gập thân, hai tay, hai chân thẳng. Hai tay với mũi bàn chân,
Nhịp ba đứng thẳng hai tay dang ngang, bàn tay ngửa, mắt nhìn về trước. Nhịp bốn, về tư thế chuẩn bị. 5, 6, 7, 8, ta thay đổi sang chân phải. 5, chân phải bước về trước, chân sau chân gót, hai tay đưa lên cao, mắt nhìn theo tay. 6, đưa chân về gập thân, hai tay thẳng hai mũi bàn chân. Nhịp 7, thẳng lưng, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa. Nhịp 8, thu tay thu chân về tư thế chuẩn bị. Lưu ý khi thực hiện động tác toàn thân. Nhịp 2, nhịp 6, khi thu chân trước về thì hai chân dang ngang, rộng bằng vai. Các em sẽ tập động tác này 2 đến 4 lần 8 nhịp để thuộc động tác. Mời các em xem video thầy thực hiện động tác 2 lần 8 nhịp hoàn chỉnh. Động tác phối hợp, tư thế chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta vừa học xong động tác phối hợp. Bây giờ chúng ta sẽ học động tác tiếp theo vào bài thể dục phát triển chung. Động tác thứ 7, nhảy. Thầy mời các em xem tranh. Mời các em quan sát video thầy làm mẫu chậm và cùng phân tích với thầy. Động tác thứ 7, nhảy. Tư thế chuẩn bị. Nhịp 1, bật nhảy. Tách hai chân, rơi xuống, đứng rộng vòng vai, hai tay dang ngang, bàn tay thấp. Nhịp 2, bật nhảy về tư thế chuẩn bị. Nhịp 3, bật nhảy, chân tách giống như nhịp 1. Lúc này hai tay đưa ra trước, vỗ vào nhau. Nhịp 4, bật nhảy về tư thế chuẩn bị. 5, 6, 7, 8 như 1, 2, 3, 4. 5, bật nhảy, hai tay dang ra, rộng bằng vai, chân rộng bằng vai. 6, bật nhảy về tư thế chuẩn bị. 7, bật nhảy, chân tách ra, hai tay đưa ra trước, vỗ vào nhau. Nhịp 8, bật nhảy với tư thế chuẩn bị. Lưu ý khi thực hiện động tác nhảy, đó là nhịp đếm ở động tác nhảy này sẽ nhanh hơn các động tác khác. Và các em sẽ tập động tác nhảy 2 đến 4 lần 8 nhịp để các em thuộc động tác này. Mời các em quan sát video động tác nhảy 2 lần 8 nhịp thầy thực hiện hoàn chỉnh. Động tác thứ 7, nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vừa rồi chúng ta vừa học xong động tác nhảy. Bây giờ chúng ta sẽ học động tác cuối cùng của bài thể dục phát triển chung. Động tác thứ 8, điều hòa. Thì mời các em xem tranh. Mời các em quan sát video thầy làm mẫu chậm và cùng phân tích động tác với thầy. Động tác thứ 8, điều hòa, tư thế chuẩn bị. Nhịp 1, chân trái bước sang ngang rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước, cổ tay lắc đều và lòng bàn tay ra sắp. Nhịp 2, đưa hai tay sang ngang, tiếp tục lắc cổ tay. Nhịp 3, về như nhịp 1, hai tay đưa ra trước, lắc cổ tay. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. 5, 6, 7, 8 ta sẽ đổi sang chân phải. 5, hai tay trước, bàn tay sắp, lắc cổ tay. 6, đưa hai tay sang ngang, lắc cổ tay. 7, về như nhịp 1, đưa hai tay ra trước, ta lắc đều cổ tay. Và nhịp 8, ta sẽ về tư thế chuẩn bị. Lưu ý khi thực hiện động tác điều hòa, để cơ thể chúng ta trở về trạng thái bình thường, nhịp đếm sẽ chậm hơn kết hợp với hít thở nhẹ nhàng. Các em sẽ tập động tác này 2 đến 4 lần 8 nhịp để các em thuộc động tác. Mời các em quan sát video thầy thực hiện động tác điều hòa 2 lần 8 nhịp hoàn chỉnh. Động tác thứ 8, điều hòa, tư thế chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Vừa rồi chúng ta học đã học xong 8 động tác của bài thể dục phát triển chung về hoạt động vận dụng, và thầy có một số dặn dò như sau. Các em nên tập bài thể dục phát triển chung này thường xuyên vào mỗi buổi sáng sớm và buổi chiều. Khi tập bài thể dục phát triển chung, các em có thể nhờ cha mẹ hoặc anh chị tập chung để các em nhanh thuộc bài hơn, vui hơn và khỏe mạnh hơn. Khi quên động tác thì các em có thể mở sách giáo khoa để xem lại động tác hoặc xem lại video, tránh trường hợp các em thực hiện sai động tác và nhầm lẫn động tác. Thì tiết học trực tuyến lớp 2 đến đây là kết thúc. Thì chúc các em vui khỏe, học tập tốt. Hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Xin chào các em.